chị hỏi làm gì đó, chị đi về rồi, bây giờ chị còn về đây làm gì? Mở cái đó. Này cái gì này, lau vào nhà em làm gì đấy? Chị về nhà rồi chị còn đến đây làm gì? Mày, tao hỏi mày hôm nào mày có thấy thằng Nguyên về đến đây không? Nó chả chặn đường em đi chợ cái gì đó, ở trước cổng ấy. Trước cổng em gì đó. Hôm nào tao đã đi tìm tận nhà nó để tao bảo nó không được đi phá nhà mày rồi đấy. Nhưng mà nó đến đây nó bảo là nó có được làm đâu. Nó bảo bọn giang hồ làm thôi. Nó làm mà nó còn nhận à? Nó còn... Tao nó đã còn... giúp mày như thế rồi đấy, mày còn đuổi tao đi nữa thì. Nếu mà chị ở đây là anh Hùng thì chị phải hộ em làm việc chứ. Chẳng tao chỉ ở đây chờ thằng Hùng thôi. Mày còn bắt tao đi làm việc làm gì? Tận nhà nó để tìm chửi cho nó một trận đấy. Nhưng sao chị phải giúp em làm gì? Chị bảo chị ghét em mà. Tao vì thương thằng Hùng không có chỗ ở tao mới hộ thôi, còn mày còn lâu tao mới hộ. Tao chị không về nhà chị ở đi, đợi anh Hùng khi nào về thì chị xuống đây tìm. Tao chỉ chị... ở đây thôi, tao có làm cái gì đâu. Tao chị cứ ở đây suốt ngày làm phiền em thế, cuộc sống này nó mệt mỏi lắm mà còn có chị nữa. Thôi mày đừng có nói nhiều nữa, mày đi đâu thì đi đi. Thế chị ở nhà trong nhà cho em nhá, em đi chợ ấy. Mà nhớ phải ở nhà trong nhà cho em ấy, để mà để bọn nó đến phá một lần nữa thì em cũng không có nhà ở đâu. Ờ, tao biết rồi, đi đi. Nói ra thằng Nguyên vẫn chưa tìm đến nhà này. Mình tưởng là nó nói ra hết rồi chứ.
không được. Chắc bây giờ mình phải về nhà mình mò xem chị Xưa có làm gì mờ ám ở nhà mình không. Đấy mình thấy nghi ngờ lắm. Chắc mình về xem mà đi chợ sau đi. Chứ sợ chị ấy làm gì nhà ở nhà mình lại lúc đấy lại khổ mình ra. Cái bà đấy đến lại đến đây làm gì không biết đấy, ta bảo về thì không về đi, không biết là chị ấy có gây hại gì cho nhà mình, mình cứ mò xem thôi. Mai có ở nhà không? Để thông báo một chút tin vui. Chắc em nghĩ là vẫn ở nhà đó. Mà cậu Hùng này đi hội thao cũng giỏi phết nhỉ? Còn được thành tích xuất sắc nữa. Công nhận cậu Hùng này nó khỏe phết đấy. Nhìn cái chân đâu. Làm sao này? Cô Mai làm sao này? Mai thì sao? Ê! Đồng chí hộ tôi nào? Đồng chí hộ tôi làm sao thế này? Đây, 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 đây. Đưa quay vào nhà đó nào. Nặng rồi thế này. Sao không biết? Trời nắng nổi thế này. Vì sao này? Dưới này. Dì đi ra nhà này. Để không không quá rồi. Thì phải đi thấy quá cửa rồi nhỉ anh nhỉ. Cho cô ấy ngồi vào đây. Em có làm sao không? Mày. Mày. Tỉnh mày. Vì sao này? Mày. Mày. Nắng quá hay sao ấy đồng chí ạ? Để em đi kiếm cái là đi xem có nước không để cho em uống. Đồng chí đi tìm nước nào. À, chị này đang ngủ đây. Đây. Đồng chí nói ra đây. Chị là ngủ ở nhà người ta này. Tỉnh ra đi. Mày. Sao này? Đồng chí tìm nước chứ ra. Vâng. Con Mai làm sao đấy? Mày. Làm sao đấy anh ơi? Tôi cũng không biết chị nói ra đây thế nào. Sao chị lại ở đây? Tôi về trong nhà cho thằng Hùng mà. Đây nước cho uống đi. Đồng chí hầu tôi nữa. Uống nước này mày. Sao chị lại đây hả? Ở đây là việc của tao chứ liên quan gì đến chúng mày không? Thế hả? Sao chị suốt ngày ở đây? Sao nó bị ngã đấy? Chúng mày thấy nó ngã ở đâu à? Hay là chúng mày làm nó ngã đấy? Chị nói cho cẩn thận vào chưa? Em đỡ chưa? Em đỡ anh ạ. Chị đừng có vu oan cho chúng tôi nhá. Cái mai đi, đi làm mà chị về đây phải ngủ ở đây thế này được à? Bảo về xong rồi tự tao về đây trong nhà cho chúng nó mà. Hay là chị về nói gì với cái mai này, nó đi suy nghĩ thì nó mới thế này. Cái chân nó biết. Tao có làm gì cho nó đâu. Đấy, cái mai này bây giờ thì ngã đây này, chị làm thế nào ấy? Em chân này nóng quá. Xem nào. Tao ở nhà trong nhà cho chúng nó, tao tưởng đi chờ nó. Nó đi ngã làm sao mà tao biết được? Tao ở đây ngủ làm sao mà biết được nó đi. Không tranh cãi nữa. Đồng chí đi lấy đồ của Mai vào đây. Đang chưa nắng. Có dưới chân được. Đau lắm, chắc là đi đứng không cẩn thận nên mới bị ngã thôi chứ đau lắm, bây giờ không bình chị thường đừng nói như thế mà. Đã ở nhà người ta rồi không lo lắng cho người ta đi à? Có làm sao đâu đấy đây. Chị biết gì mà nói,
đau lắm anh ạ. Sao lại khổ thế này không biết. Khổ thân thật. Mà tự nhiên các anh đưa nó về hay là bọn anh làm cái gì nó mà mới phải đưa nó về đấy? Thầy chị đừng có nói thế nha. Chúng tôi thấy cô ấy ngã ở đường thì chúng tôi đưa về đấy thôi. Mà chị cũng đến, chị làm gì ở đây hả? Chúng tôi đuổi chị về thôi mà. Chị ở trong nhà cho nó đây, hôm nọ không có ai ở nhà đây. Anh nói cho cẩn thận mà cho chị về phá nhà đây. Em bảo chị về tôi đây, chị ở đây làm gì? Thế cái mai đó không cho chị ở đây rồi chị còn vẫn ở đây à hả? Em bảo chị về rồi mà. Tao về đây. Chị ăn nói cẩn thận mà nha. Tao có làm cái gì đâu. Tao làm gì cho ai đâu, tao làm hại ai đâu. Hôm nọ chúng tôi đã cảnh báo chị rồi. Tao ở đây trong nhà cho thằng Hùng. Hùng làm gì còn chị phải trông nhà. Nhà này là nhà của Mai với Hùng không à? Tao không thích ở đây đấy. Chị không ở đây nữa. Em cuộc sống em đã mệt mỏi lắm rồi, có chị nó lúc nào cũng lên. Mày thấy biết rồi. Chị ăn nói cho cẩn thận vậy nha. Đừng có lằng nhằng như thế nha. Tao chả làm thằng gì thằng nào hết. Chị đừng để chúng tôi lôi pháp luật nha, để làm việc với chị nha. Chị đang ở nhà người ta phạm pháp. Làm cái gì tao làm cái gì chúng mày đâu. Đấy, cái chị này đấy. Làm cái gì cho chúng mày. Nhất là đây nha. Cả cái con Mai này nha, mày đi nữa không cẩn thận. Bây giờ mày về đây ăn mà. Cái chị này nha, đừng để chúng tôi đưa pháp luật vào làm nha. Tao không theo thằng nào hết. Ở cái chị này. Còn chống đối à? Hả? Chống đối nào? Chị chống đối đấy hả? Cái chị này bao nhiêu lần rồi nha? Còn đi chống đối à? Chúng mày làm thế nha. Tao có làm gì chúng mày đâu. Đuổi cái nhà nhé này. Bỏ đây ra. Đuổi. Chúng mày bỏ tay ra. Còn cái nhà nhé này. Chúng mày thích bắt dân không? Cái chị này nha. Tao kiện mày rồi đấy. Bỏ đây ra. Thôi đâu phải thế, chúng ta bắt dân đấy nha. Ngồi đây. Ngồi xuống đây. Chị có nói chuyện đàng hoàng không? Tao vẫn đang nói chuyện bình thường, tử tế nha. Đừng có hét như thế nha. Chị mà không nói cẩn thận là chúng tôi bắt đấy nhá. Em đã bảo chị về mà sao chị không về. Cả cái con này nha, mày im mồm đi. Tao làm gì cho mày đâu. Đâu muốn ở đây thì ở đâu. Đã ở không rồi không hộ làm gì. Tao làm gì cho mày chưa nữa, vặt nữa. Chị nói đàng hoàng rồi nhá, đừng có hét mà vặt nhau đấy nhá. Tao chưa làm gì cho thằng nào hết. Tao chỉ ở đây ngủ thôi, tao chưa làm gì cho mày đâu. Lúc nào cũng bảo tao về, tao về. Tao chưa thằng Hùng tao mới về. Em đã bảo chị về rồi mà, sao chị ở đây làm gì. Em đã bảo không thích chị ở đây rồi mà, chị không hiểu à. Em thông đồng với công an về bắt tao à. Em chả thông đồng với ai cả. Chị này nói chuyện tôi chả bắt ai cả. Chị không biết gì, chị đừng có nói như thế. Đừng có ngậm máu phun người nhá chị này à. Mà thái độ của chị như thế là chúng tôi có thể bắt được đấy. Tao chưa làm gì cho nàng nào đâu. Sao nợ chúng tôi đã giải quyết cho chị về rồi cơ mà. Tao quay lại đây để tìm thằng Hùng. Anh Hùng chưa về đâu, em đã nói rồi. Chị đừng có bảo đợi. Thế tao ở đây tao làm gì mày chưa. Chị ở đây chị cứ bắt em phải sai vặt này kia, em có làm. Mày cứ sai tao đi làm việc làm gì. Chả nhẽ chị ở đây thì ở không ăn không ngồi rồi à, đợi em à. Em cũng phải đi chợ đi kiếm tiền chứ, chị không phải hộ em làm việc em chứ. Tao đi hộ mày làm việc đây này. Chị ngồi im nào, nói chuyện cẩn thận nào. Tao còn đi phải đi chợ bán hàng cho mày đấy này, mày không thấy à. Chị bán chị không có bán được đâu, thôi chị phải hết này làm gì, chị quá đáng vừa thôi chứ. Nếu mà chị không ở đâu thì chị đi về đi, em có bắt chị. Tao thích về đây mày làm gì được tao. Này, cái chị này, ngồi xuống nói chuyện cẩn thận vào chứ. Bây giờ đã ở nhà người ta rồi còn. Các anh em rất là cứng đầu nha chị này. Thôi em không cho chị đấy ở đây đâu. Cứ ở đây xong là nhớ em thôi, xong là chả chịu hộ làm việc gì cả. Đấy chị ở nhà người ta rồi chị còn thái độ như thế này à. Đấy chúng mày thích làm gì làm việc của chúng mày chơi đi mà xử lý đi, tao không biết đâu. Chị còn thích đi đâu. Hả? Như này còn định vào đây mua. Bỏ đi ra. Chị đi về cho tôi. Tao đi về chúng mày chăm cho nó à. Chị đi về cho tôi. Chúng mày ở lại chăm cho nó nhá. Được không? Cái chị này rất cứng đầu nha. Chị đi ra đây à? Ra đây nói chuyện đàng hoàng nào. Thôi chị đi về đi, chị đừng ở đây. Chị đi về đi. Chị đi về nhà chị mà ở đi để cuộc sống em yên ổn một tí. Tao đi về mày khác ở một mình được không? Tên của mày què như thế mày khác ở một mình được không? Hay cho hai thằng này ở với mày. Em chả cho ai nói cả, nha. Chị đừng có nói như thế. Các anh ở đây chị tôn trọng một tí chứ chị đừng có nói chuyện như thế. Thế mà nó có tôn trọng tao đâu. Cả hai thằng này đấy có tôn trọng tao không? Cái chị này vừa phải rồi nhá. Có tin vào tôi bắt chị lên phương không? Này bắt đi! Này! Còn thay à? Thay! Chị lại còn thay à? Bỏ tay tay ra! Thay nha! Bỏ nha! Bỏ tay tay ra! Chị nói chuyện cẩn thận thì chúng tôi sẽ bỏ... Tao không làm gì cho chúng mày đâu nhá! Bỏ tay tao ra hết nha!
chỉ cần nói chuyện cẩn thận thôi. Thế chị có nói chuyện nào đâu? Chị ngồi xuống đây. Thế ngồi xuống. Chị ngồi im nhá. Rất là cứng đầu nhá. Chưa thấy ai như chị luôn ấy, đang bảo về thì không về đi. Em có làm sao đâu? Đỡ chưa? Chỉ đau chân. Chân này chắc bị chật khớp rồi thôi. Vâng, không thấy cử động được anh ạ. Trên này em bị sao? Thế là Hùng không ở nhà là bắt đầu hú hí với trai. Chị đừng có nói ai thế. Hả? Em chả hú hí với ai cả, cho nên em đau. Việc của mày tao không quan tâm, tao chỉ quan tâm thằng Hùng thôi. Thì em bảo chị về. Chị ở đây luôn thì tôi nói luôn này. Hôm nay chúng tôi đến đây là định thông báo là Hùng đã đạt giải xuất sắc trong cái hội khỏe phù đồng nhá. Anh Hùng được giải xuất sắc ở đây. Đúng rồi, Hùng rất là hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đấy. Thế nó được giải thôi à? Đúng thật. Cũng may anh Hùng quá, may được có các anh giúp đỡ. Bây giờ mới sau này trở về thì có công ăn việc làm. Thế tao ở đây chờ nó là đúng rồi. Chị mà còn thái độ như thế là không được nhá. Nhưng mà anh bây giờ Hùng nhá, một thời gian nữa là Hùng sẽ là đồng chí đồng đội của chúng tôi ấy. Chị mà nói như thế là không được. Đó chưa? Thôi Mai em cố gắng nhé. Vâng. Bây giờ Hùng cũng sắp được ra quân rồi. Vâng, biết rồi anh ạ. Tầm vài tháng nữa thôi. Bây giờ em cố gắng ở nhà đợi Hùng đi. Còn vâng. Chị nữa. Em ở nhà đợi Hùng. Chị mà nếu mà muốn ở đây ấy thì chị phải chăm sóc Mai này. Chị có nghe thấy không? À. Chị mà còn làm gì ảnh hưởng đến Mai này, xong Mai Hùng về, nếu mà chị còn yêu, chị bảo yêu Hùng ấy, chị làm thế được à? Anh Hùng đã bảo không thích chị rồi mà, sao chị cứ cố ý ở đây nhở? Cái nhà này cũng phải nhà của thế chị. Tao đã bảo là bố mẹ tao mai mối cho tao với thằng Hùng mà mày không nghe thấy à? Từ trước anh Hùng đã bảo không thích chị rồi mà, nếu mà mai mối anh Hùng thích anh Hùng chả bỏ em yêu chị rồi đấy. Tao không cần biết. Chị cứ vẫn ở đây chị nha. Đấy chuyện của Hùng thì chắc Hùng chỉ coi chị là chị gái thôi chứ. Tao không quan tâm. Thế bây giờ chị có ở lại chăm sóc với cái Mai không? Mày chăm sóc ở đây đi, tao đi về. Chúng mày có ở được không? Chị này nói rất là ngang nhá. Thế chị muốn như thế nào? Thì bây giờ tình hình mình ở đây cũng không tiện đấy nhỉ. Thế không phải cho chị này xem để chăm sóc Mai đâu. Đấy, thấy chưa? Đuổi tao về đi. Ai chăm sóc nó? Đi về luôn đi, em không cần chị phải chăm sóc em đâu. Một mình em tự lo được bản thân em thôi. Từ trước đến nay em quen rồi. Đấy, chị cũng nghe ta. Mai nói rồi đấy. Tưởng tao thích ở đây lắm ấy. Tao chờ Hùng luôn. Đấy hai anh đi về đi để tao ở đây. Chị ở đây để chăm sóc nhá. Xem cái chân của Mai đang đau này. Còn Mai đi về đi, ở đây làm gì? Cũng đến để thông báo đấy thôi. Mai có hôm nay có các anh, em cảm ơn các anh nhiều lắm. Nhưng mà chị này còn quấy rối thì báo nhá. Mà chị nhá, chị ở nhà người ta rồi chị phải hộ người ta làm việc chứ. Tao phá thích làm như thế. Thích làm gì là việc của tao. Chị biết ngủ thôi. Chúng tôi ép được tao à? Cảnh báo chị lần cuối nha, nếu chị còn làm gì gây hại đến Mai ấy thì chúng tôi đưa chị lên phường ấy. Thế đi về đi, về đi. Về đi. Ở đây làm chị gì đi? Rất cứng đầu nha. Đây có phải nhà chị đâu, về đi. Đuổi các anh về. Lấy mũ nào. Này, đi về đi, đi về đi. Em cảm ơn chị nha. Chị còn làm gì gây hại đến Mai nha. Bọn tôi sẽ đưa chị lên phường đấy. Cảnh báo chị lần cuối nha. Nếu chị còn làm gì gây hại đến Mai nha, bọn tôi sẽ đưa chị lên phường đấy. Sao biết rồi? Sao cả chị về? Chị cũng đi về luôn đi. Đừng có ở đây nữa. Em tự chăm sóc vào bản thân em rồi. Đừng có ở đây nữa. Cầm đồ chị đi về hết đi.